Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên trong năm 2020 và xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và các huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên trong năm 2020. Trên cơ sở dự kiến những tác động trực tiếp và gián tiếp của dịch COVID-19 tới các ngành lĩnh vực của nền kinh tế, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh xây dựng hai kịch bản đánh giá tác động của dịch bệnh đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, trên cơ sở so sánh với kịch bản tăng trưởng kinh tế xã hội như chương trình hành động số 10 ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra. Năm 2020, hoạt động thu chi ngân sách dự kiến chịu tác động lớn của dịch cúm COVID-19 gây ra khoảng 121 tỷ đồng các đại biểu nghe và thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo tổng kết thực hiện đề án bảo vệ môi trường phòng chống biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2030. Kết quả thực hiện kế hoạch số 88, chương trình hành động số 24 ngày 5 tháng 2 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh. Kế hoạch số 37 ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xét duyệt đơn vị chính quyền trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019 và tặng cờ đơn vị có thành tích 5 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu xem xét dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức vụ chức danh số lượng và một số chế độ chính sách đối với cán bộ công chức xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kết luận buổi họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, dịch COVID-19 tác động rất lớn đến nền kinh tế của tỉnh, làm ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực kinh tế. Việc xây dựng kịch bản để đánh giá tác động của dịch bệnh tới sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh là rất quan trọng. Trên cơ sở đó để đối phó với dịch bệnh Covid-19 và làm tốt công tác thu chi ngân sách, đảm bảo kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành và các địa phương phải bám sát chỉ đạo chung của chính phủ để thực hiện, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư phát triển, cần quyết liệt trong tham mưu, làm tốt công tác quản lý đất đai, tìm mọi biện pháp để thúc đẩy sản xuất phát triển, phát huy lợi thế tiềm năng để tăng thu Sở Tài nguyên Môi trường bổ sung kết quả thực hiện liên quan đến kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nêu rõ những tồn tại sai phạm để có hướng xử lý. Năm 2020, các sở ngành, các đơn vị chức năng và các địa phương phải xử lý nghiêm những trường hợp đốt rác, xả thải, gây ô nhiễm môi trường. Đối với những doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, cần xử lý nghiêm, nặng nhất có thể phải đóng cửa đối với doanh nghiệp vi phạm. Các huyện phải sớm quy hoạch xây dựng hệ thống phân loại rác thải, nhà máy xử lý rác thải đối với thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả cần có những giải pháp tái tạo năng lượng